Ngồi lên đấy, tới hai trái rồi. Đâu? Mỗi tụi em ngồi mắt cũng dính tán lá rồi. Bên đây rồi, tán rồi. Hai trái à? À kìa. Năm nay không có mất mùa rồi. Bông bữa sau ra bông rồi, sau có nhiều. Ừ. Đốt sau dưới bên đây nữa. Sáng bên trường nó có nắng. Ai ăn hơn thì bỏ nó. Nhà anh Phú sao nhìn phía sau cũng dở hết rồi. Lâu rồi nó xét rồi nó màu trầm. Không để nó mẹ mang. Không bỏ hết cả cây luôn à. Nghỉ chơi. Xét nó mục hết thì để coi chừng nó gãy. Cho nên là mới dở ra hết thôi. Mượt nó nó trồng cho trồng thuốc cá dừa dừa thôi. Cái cây gì cũng thai rồi, cây trồng mỗi người mỗi ý thích. Trồng cây người ta thích chạy gì sao? Rậm quá. Cái nhà nè, đây nè. Đây ông đâu ở đây nữa đâu. Ủa nè. Mà vợ chồng ở nhà. Bộ gì còn bán gạo không? Còn thì sáng à sáng chỉ ra thôi à, hèn chi anh đâu chơi ừ, cơm cái nước gạo ở nó đâu mình chăm đúng rồi gỡ hết rồi đúng rồi.